về trường, cứ mỗi tối thứ sáu thì chúng ta lại gặp nhau. Bên cạnh Tường Vi thì còn có hai đội trưởng quen thuộc. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại Dĩ An với một ngôi trường vô cùng xinh đẹp. Chúng ta hãy cùng làm quen với trường Nguyễn An Ninh. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn An Ninh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là 81 thầy cô. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm học vừa qua đạt 100%. Về hoạt động phong trào và thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn đạt thành tích cao. Bây giờ xin mời khán giả cùng về trường Nguyễn An Ninh. Của chúng ta ngày hôm nay cũng đang rất nôn nóng được gặp quý vị khán giả, được ôm lại những ký ức thật là tuyệt đẹp của tuổi học trò. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ cả hai khách mời, Hoàng Rapper và diễn viên Thùy Dương. Yeah. Xin chào các ba bạn, xin chào Tường Vi, Thùy Trang và Chí Thiện. Anh Hoàng Rapper ơi, hôm nay thì được quay lại một ngôi trường, thì không biết là anh có chia sẻ một chút gì cho các quý vị khán giả không ạ? Về đây, nhìn được các bạn ở trường Nguyễn An Ninh, cảm thấy mình được sống lại những cái ngày tháng học trò rất là khó quên như vậy. Thì hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của Hoàng Rapper, Thùy Dương và cũng như là cả ba bạn đây. Như vậy thì không biết là hôm nay khi mà Thùy Dương chắc chắn là có nhiều cảm xúc lắm, bây giờ Thùy Dương có thể chia sẻ cho các bạn cũng như là quý vị khán giả được biết không? Chỉ có vài vấn đề thuộc về cái sự nghịch ngợm thôi. Ví dụ như cái năm mà mình thi tốt nghiệp đó, thì trước ngày thi tốt nghiệp là không hiểu là mình với bạn mình là lúc đó là được nghỉ tiết, cho nên là tụi mình nghĩ là một trò chơi gì đó, thế là Dương mới kiếm đường để mà leo lên trên mái nhà đó. Thì con gái lứa mà hồi đó leo lên mái nhà có bận áo dài không? Lúc đó mặc đồ thể dục đó, thì leo trên mái nhà và ở dưới á, mọi người vỗ tay. Ở trên mái nhà thì Dương với bạn như rất là vui thích. Sau đó thì giám thị bắt xuống và đề nghị là cấm thi. Hai đứa mới khóc quá trời luôn. Thì giám thị mới coi lại cái học bạ, thì may là hai đứa đều là học sinh cũng được học sinh giỏi. Cho nên là mới nghĩ rằng chắc là học nhiều quá nên là các em cần phải cho nên là mới tha, chỉ viết bản kiểm điểm thôi. Có lẽ là với những kỷ niệm đáng yêu này thì hôm nay khi được quay lại chương trình Về Trường, được về chính ngôi trường của mình, thì Thùy Dương sẽ có rất là nhiều trò nghịch ngợm cùng với các bạn học sinh đây. Chúng ta sẽ xem họ nghịch ngợm như thế nào với vòng thi đầu tiên mang tên Ai thông minh hơn. Mỗi đội sẽ nhận được một bộ câu hỏi gồm 15 câu, 5 câu hỏi lịch sử, 7 câu hỏi hiểu biết chung, 3 câu hỏi ngoại ngữ. Hai đội sẽ cùng tranh thủ giờ nghỉ giải lao đầu tiên 10 phút để cùng tập hợp, lập nhóm và tìm học sinh trả lời cho các câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 10 điểm. Chiếc máy tính cá nhân đầu tiên trên thế giới được sản xuất bởi hãng nào sau đây? A. Apple. B. IBM. C. Sony. Và D. Toshiba. Nè, theo anh để ý nha, Toshiba thì anh có coi TV, nó quảng cáo máy lạnh. iPod thì là iPhone. IBM không biết là gì. Sony là TV màn hình phẳng. IBM là gì không biết. Em chọn gì? Thôi tin vào chính mình đi em. Nhớ là Sony. Tin anh đi. Thì thôi em chọn Sony đi. Trời ơi, là em tin anh đó hả? Rồi bây giờ câu C, hy vọng là Sony đúng không? Sony nha. Đúng không? Không phải. Ê chưa? Tôi nói mà. Hoa út kim hương còn có tên gọi khác là gì? A. Hoa oải hương. B. Hoa quỳnh hương. C. Hoa tulip. Và D là hoa trà mi. Anh bó tay diễn môn này rồi. Em nghĩ sao về những đáp án này? Cái nào cũng nghi vấn hết thôi, em chọn câu D. Khó người ta. Câu D. Câu D. Em có suy nghĩ lại không? 1, 2, 3. Bán về. A, D. B mà A, D hả? D, hoa trà mi. D nè, cổ vũ cho bạn nè. D. Nữ anh hùng Võ Thị Sáu bị giặc Pháp bắt vào năm 1950, khi đó chị bao nhiêu tuổi? A 14, B 15, C 16 và D 17. Chắc có C 16. Chắc không? Sao em biết? Có học qua rồi. Hả? Có học qua rồi. Em có học qua rồi đúng không? Và câu này mọi người có thấy chắc không? Theo anh nghĩ cũng chắc á, mà sai là quê cả lớp rồi, anh cũng quê luôn. Năm 1950, khi 15 tuổi, cô bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn vào chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng tòng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Hiện tượng đêm trắng ở Nga thường diễn ra vào mùa nào? A. Mùa đông. B. Mùa thu.
C mùa hè và D mùa xuân. Em chị là mùa xuân. Dạ thưa anh, là theo em nghĩ là mùa thu. Hả? Mùa làm gì có mùa thu? Thu. Mùa thu anh. Ok, mùa thu, đêm trắng, mùa thu. Con nghĩ mùa thu thì nó lá vàng, nó rụng thì nó đâu có màu trắng được ta. Dạ, tại theo em nghĩ là mùa thu. Ta xem nghĩ vậy là em đoán như là em đã học rồi. Mùa xuân nó gần mùa đông. Và D Nam Định. Thôi em sao? À, em có giỏi lịch sử không hả? Với câu đầu tiên thì thường chúng ta sẽ du di một chút xíu. Để hôm độ kia nhanh hơn anh buồn á. Bây giờ cả lớp mình có thể dắt bài cho bạn được rồi đó. Cả lớp ơi, cứu anh với cả lớp ơi. À, các bạn nghĩ sao về đáp án A? Không ai hết. Ai đồng ý với B? Ai nghĩ rằng đó là C Thái Bình? Dường như có vẻ nhiều hơn. D Nam Định. Và D là Nam Định. À, lớp trưởng người rất là hiên ngang dơ Nam Định. Thì theo tất cả các bạn là chọn B là nhiều nhất. Thì theo Thảo là em chọn đáp án nào? Em chọn B theo các bạn. B theo các bạn luôn. À, vậy ta chọn theo số đông đúng không? 1, 2, 3. À. Mà Đỉnh Chi là người làng Lũng Đồng, huyện Chí Linh, đất quê ông đây thuộc xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Rồi, cùng nhau đây cho Tường Vy. Vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ do bạn Tường Vy đem đến cho các em. Thì đây là câu cuối cùng. Hồi nãy giờ chị cũng nghe phong phanh là đội của mình đã sai 4 câu rồi. Hy vọng đây không phải là câu thứ 5 nha. Đàn tranh còn được gọi là đàn gì? A. Đàn thập lục. B. Đàn tam thập lục. C. Đàn cò. Và D. Đàn nhị. Dạ thưa chị nè, câu B. Câu B. Đàn tam thập lục. Khoan để anh suy nghĩ đây em. Ủa quên đâu, em cứ suy nghĩ đi. Tại sao là câu B? Chị thấy em xin đổi đáp án được chị. Được, anh cho đổi. À, em đổi câu A. Câu A, rồi đàn thập lục là đàn bao nhiêu giây? 16 giây. 16 giây dễ, thập là 10, lục là 6, 16 giây. Bây giờ mọi người có đồng ý với câu A không? Câu A, câu A, câu A. 1, 2, 3. Chúng ta đã trải qua vòng 1 với đội trắng và đội trắng đã sai 4 câu. Như vậy là với 11 câu đúng thì đội trắng đã có 110 điểm. Bây giờ thì chúng ta còn phải xem là đội đỏ đã trả lời đúng bao nhiêu câu để xem ai là người chiến thắng trong vòng 1. Bây giờ hãy đợi chút xíu các bạn nhé. Xin chào đội đỏ. Ủa em ra chơi Thi Hùng hả? Thi Hùng cái gì ở đây? Đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi quyết định của đội đỏ. Tại vì đội đỏ đã sai 3 câu rồi. Bây giờ mình hãy nghe nha. Nhà thơ Nguyễn Du đã mượn hình ảnh loài hoa nào để tả nàng kiều? A. Hoa cúc. B. Hoa hải đường. C. Hoa quỳnh. Và D. Hoa ti gôn. Trời đất, mấy bạn bên đây nhắc hoa dạng thọ á. Cô bạn á. Sao? Em chọn đáp án nào? Em chọn câu B. Bạn chọn câu B, hoa hải đường. Tại sao lại là câu B? Em nghĩ thế. Em có nhớ một cái câu thơ nào đó không? Ai có thể nhớ giúp bạn câu thơ này? Các bạn, có bạn nào giỏi văn không nào? Bạn nào thuộc chị Kiều nào? Có lẽ là bạn không có nhớ. Nên thôi bây giờ chúng ta đến với đáp án luôn đi. Chúng ta đã sai 3 câu rồi. 3 câu rồi nha. Đây có phải là câu thứ 4 hay không? 2, 3. Vòng 1 rồi và đội đỏ đã sai 3 câu, đúng được 12 câu với số điểm là 120 điểm. Và đội đỏ đã nhiều hơn đội trắng 10 điểm, trở thành đội chiến thắng của vòng 1. Xin chúc mừng các bạn ơi, vòng 1 với những câu hỏi rất là thông minh.
Nam, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng rất là hóc búa, dễ làm khó cho chúng ta, nhưng mà cũng giúp cho chúng ta ôn lại một số mà những kiến thức mà đã bị bỏ quên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình mang tên Học sinh tài năng. Hai đội chơi sẽ tranh thủ những giờ nghỉ giải lao thứ hai và thứ ba để tìm kiếm ra những gương mặt học sinh tiêu biểu trong trường đáp ứng đủ các tiêu chí: học giỏi, hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia chi đoàn trường. Chào mọi người, mà bây giờ đã đến vòng 2, bây giờ sẽ hỏi các bạn về học sinh tài năng. Câu hỏi thứ nhất thì cho các bạn tự đề cử, tự ứng cử. Còn lần thứ hai là chị với anh Hoàng sẽ chọn từng bạn một lên trên đây. Ê, xin vì mọi người đi. Rồi đó anh chưa? À, lên này em. À, em sẽ thể hiện tài năng gì của mình? À, hôm nay em sẽ thể hiện tài năng nhảy break dance. Break dance. Ok, chuẩn bị 1, 2, 3. Trao lên bà, trao vô mau dao. Cô thương trao gì trao, không khóc nha. Không khóc nha, để mà trong cái trái. Bà vào nhà mai, ông bà về khách hàng. La la la, la la la. Ờ, rồi em cũng to gấp đôi anh chứ. Em thử coi nha. À, em chào cái coi. Dạ, chào theo kiểu bình thường. Ờ, chào theo kiểu bình thường thôi. Em tên gì? Dạ, em tên là Dũng. Rồi chị Thiện, mình thấy bạn to con thì to con thiệt, nhưng mà chưa chắc là giỏi thể thao đâu nha. Sở thích của em là gì? Dạ, thể thao. Thể thao. Em giỏi nhất môn gì? Dạ, môn võ. Võ gì? Võ cổ truyền. Quá. Không tin. Nhìn bề ngoài ai cũng em được con, to con, nhưng mà... Đúng rồi, anh nghĩ là nó em sẽ hợp với lại sumo hay judo gì đó. Đúng không? Anh sẽ nghĩ là như vậy, chứ anh không nghĩ là võ cổ truyền. Tại vì võ cổ truyền anh đã có xem rồi thì mấy sư phụ thật là ốm, rất là ốm. Em thử lên làm bài cho anh coi được. Dạ, được. Rồi, rồi. Mời em. Trời ơi, hồi nãy ở dưới này thấy hiền quá mà. Trời ơi, em xém rụng tim rồi. Chưa mới vô anh không biết là em biểu diễn cái gì, nhưng mà em vừa biết là nguyên anh, em phải nhìn thấy được cả lớp em lúc đó, lúc mà em thấy cả lớp. Hai bạn nào rap, bạn nào hát? Dạ em là bạn hát, còn bạn đây là bạn rap. Ồ quá, tôi tưởng anh tưởng gái hát rồi em rap hay là người lạ hả? Dạ em lạ. Good. Ở nơi đây chẳng đầy mến thương, gọi là yêu lắm, ôi quê hương Việt Nam. Ê dù Việt Nam ơi, Sài Gòn Việt Nam tôi vẫn nơi đây. Hà Nội anh em bao nhiêu bạn bè thương lắm, bao nhiêu con người tươi nụ cười vào bài ca ha. Hát vang chung một nhà, dù đi nơi nào cũng chẳng thấy mình như xa thật xa. Oh oh. Em ơi, em học muốn được bao lâu rồi? Dạ em chưa từng đi học múa. Cái gì? Cái tức là bây giờ ủa em đã em chưa đi học múa, em có gạt không vậy trời? Nói thiệt không đó? Dạ em nói thiệt. Tại vì khi mà anh thấy em múa một cái đầu tiên là anh thấy rất là đẹp. Đúng rồi, đúng em không? Rất là chuyên nghiệp. Chị O nè. Đó. Rồi thôi. Bắt. Thì già nè. Học sinh tài năng đại diện cho trường Nguyễn An Ninh của chúng ta. Đó là bạn nào thì bây giờ vẫn còn đang là một ẩn số. Chí Thiện ơi, học sinh tài năng của đội bạn như thế nào? Học sinh tài năng của đội Thiện sẽ là một anh chàng cao to vạm vỡ gấp 3 lần Hoàng rapper. Nghe là sợ chưa? Sợ. Còn bên đó như thế nào? Sợ lấy thịt đầy người thôi chứ không có sợ gì hết á. Ê, xin lỗi nha, ở đây là ngoài chuyện có thịt ra còn có cơ nữa. Ở chỗ đó sợ quá, sợ bên đội Chí Thiện thua đó.
Riêng đội của Hoàng Rapper thì sau một thời gian rất là khó khăn thì chúng tôi đã tìm được một bạn. Không cần chi phải lấy thịt đè người, không cần chi phải gấp đôi gấp ba lần người khác. Bạn ấy rất nhỏ nhắn, rất xinh xắn, rất tài năng. Không hề có một chút thịt nào bên đội này hết, nhưng mà đã lấn át được Chí Thiện. Xí quá lớn toàn nước. Đã không có nói nhiều. Người ta để hành động nó diễn ra. Đúng rồi. Nhưng mà bên đội của đội đỏ thì sẽ là một anh chàng hay là một cô nàng đây? Đó là một bạn nam học sinh, và bạn ấy sẽ trình diễn cho các bạn xem ngay sau đây thôi. Có lẽ là khá là cân tài cân sức đây, tại vì cả hai đội đều là có những anh chàng, những anh chàng được mà gọi là rất là cơ bắp ha, bên đây thì rất là tài năng ha. Không biết là họ thi thố với nhau thì sẽ như thế nào đây. Thôi bây giờ chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, thấy rồi mới tin. Xin mời học sinh tài năng của cả hai đội. Học sinh tài năng của đội trắng là một bạn nặng 150kg, đến từ lớp 12.3, bạn Nguyễn Văn Dũng. Tên là Nguyễn Văn Dũng, học sinh lớp 12.3. Nay em được diễn môn võ cổ truyền Việt Nam. Thông điệp của em mang đến đây là chương trình thượng võ và chương trình thể thao. Xin hết. Dũng ơi, em vừa xuất hiện là đã mặc một bộ trang phục võ thuật rồi. Thì chắc chắn phần thi tài năng của em cũng sẽ liên quan như vậy. Hôm nay chị thấy em thắt đai vàng là đai cỡ nào ta? Dạ, cỡ huấn luyện viên. Em đã học võ được bao năm rồi? Dạ, còn 4-5 năm rồi. 4-5 năm, nhưng mà bây giờ chị nhớ học võ phải lâu lắm mới được lên tới cấp huấn luyện viên chứ? Dạ, do trình độ tập nữa. Chúng ta hãy cho bạn Dũng tràn pháo tay đi các bạn. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ học sinh tài năng của đội đỏ. Để đấu lại với anh chàng và có số cân nặng là 120kg thì ứng cử viên của đội đỏ ngày hôm nay sẽ là một bạn với số cân nặng tốn thôi 18kg, 50kg và đến từ lớp 12.9, đó là bạn Tấn Pháp. Em tên là Phạm Tấn Pháp, học sinh lớp 12.9. Thông điệp em muốn gửi tới ngày hôm nay là dù ta có một cuộc đời như thế nào, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thì ta hãy tự tin vào chính bản thân mình để có thể vững bước trên con đường tương lai. Tấn Phát ơi, như vậy thì để đối kháng với phần võ cổ truyền bên đây thì em sẽ thể hiện tài năng gì? Dạ, hôm nay em xin được thể hiện phần tài năng nhảy hip hop ạ. Nhảy hip hop? Ừ, bên cạnh đó là anh chàng Hoàng Rapper, có nghĩa là khách mời có thể là cộng hưởng với lại bạn học sinh tài năng của đội mình, cho ra một phần năng khiếu cực kỳ hấp dẫn, đúng không nào? Nếu mà em nhảy hip hop thì em mới tập được bao lâu rồi? Dạ, em mới tập được 1 năm ạ. Tập được 1 năm, bên đây thì tập võ được tới 4-5 năm lận đó. Em có nghĩ là tài năng của em lớn át được bên này không? Dạ, em nghĩ là thời gian không quan trọng, mà quan trọng là những gì mình đã làm được trong những thời gian đó ạ. Và chúng ta sẽ xem phần thi của họ. Xin mời phần trình diễn tài năng của đội trắng. Hải Hoa bắt bướm đi chị. Coi như mình học ở dưới quê đi ha. Em ơi, nhìn em tươi á. Ủa anh là ai ạ? Anh tới đây anh chọc em thôi chứ anh có biết anh là ai đâu. Trời ơi, ghê quá hả? Thôi đi. Thôi mà, xe ra. Đi ăn kem nhanh đi. Ôi sợ quá. Anh bướm. Sợ quá. Đi nhanh đi mà. Trời ơi, sợ quá. Dạ. Cứu. Trời ơi. Xin lỗi anh đưa bạn ấy về giùm em đi. Trời ơi, bạn! Siêu anh hùng của lò
Mọi người có thấy đây là một phần trình diễn rất thú vị không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ sẽ là màn trình diễn của nhóm Ice Crew của các bạn học sinh trường Nguyễn An Ninh. Ladies and gentlemen, dedicated for you now, Ice Crew, show me what you got. Tonight, here, drop the beat. Feel the beat, drop the beat. Beat. I like to move in moving. I like to move in moving. I like to move in moving. You like to move in. I like to move in moving. I like to move in moving. I like to. I like to. I like to feel good to move in. Bow, bow, check me bow. Bow, bow, check me bow. Beat, beat, drop the beat. Beat, beat, drop the beat. Yeah, một tràng vỗ tay nữa để chào đón và chúc mừng Trần Tấn Phát cùng Ice Cream. Các bạn ơi, với hai tiết mục, một là múa kiếm và hai là nhảy hip hop, thì có lẽ là hai lĩnh vực khá khác nhau, cho nên việc chọn cái nào hay hơn cũng là một cái rất là phân vân. Nhưng mà chúng ta phải chọn vì chúng ta là 51 ban giám khảo đang ngồi ở đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Một, hai, ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Anh đếm được 37. 37 màu nào đây? 37 thuộc về đội màu đỏ là của tôi. Xin chúc mừng Tân Phát. 37 quạt màu đỏ, như vậy tương ứng với 14 quạt màu trắng. Bạn Tấn Phát của chúng ta đã trở thành học sinh tài năng của trường phổ thông trung học Nguyễn An Ninh. Xin chúc mừng em nha. Và trong vòng 2 này, chúng ta sẽ dành 50 điểm cho đội trắng và đội chiến thắng với số điểm 75 điểm. Các bạn ơi, chúng ta đã hoàn tất xong vòng 2 và cũng tìm được bạn học sinh tài năng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 3, một vòng thi rất sôi động mang tên Ai Năng Động Hơn. Sẽ lắng nghe số điểm của cả hai đội qua hai vòng 1 và 2 vừa rồi. Đội trắng với số điểm 160 điểm. Và đội đỏ đang vượt lên trên với số điểm 195 điểm. Nhưng mà vòng 3 vẫn là một vòng quyết định. Hy vọng là cả hai đội sẽ cố gắng hết sức mình. Và vòng 3 chúng ta sẽ chơi một trò chơi mang tên là bịt mắt ăn kem. Các bạn sẽ đi xe cút kít vượt chướng ngại vật zig zag. Trong quá trình đi, nếu đội nào chạm vào người các nữ sinh sẽ được tắm bằng chính ly nước các nữ sinh đang cầm trên tay. Bạn điều khiển cũng sẽ bị bịt mắt và đút kem cho bạn mình ăn hết kem. Tính điểm, đội nào nhanh nhất là đội chiến thắng. Trời ơi, khó vậy? Tất nhiên, trò chơi mà thử thách mà thì phải là khó. Ôi Dương, vậy ai làm xe, ai làm người đẩy làm sao? Hồi tí nữa mình chia đi ha. Em thì em nhẹ lắm, em nhưng mà em không biết đi bằng tay. Rồi xong, hiểu rồi. Nói tới đó là tôi hiểu rồi đó. Như vậy là cả hai đội của chúng ta hãy phân ra ai sẽ làm xe cút kít, còn ai là người đẩy xe nha. Như vậy thì các bạn ơi, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to để trò chơi được bắt đầu. 1, 2, 3. Lên. Yeah. Đội lên đội trắng. Hay quá. Phải phải nữa.
quăng tới rồi. Chị Thiện ơi, hôm nay ăn kem trong cái cảm giác này như thế nào? Đau đớn là ở chỗ là lúc hồi nãy lúc mà Dương á bị bịt mắt, cái miệng Thiện á thì không thấy đường hay không thấy đường mà cứ thọt cho cái lỗ mũi. Trang có một chiến thuật rất là hay, sau khi đã dẫn Đường Hoàng tới nơi, trước tiên cô ấy dò coi cái định vị, cái vị trí cái miệng ở đâu. Thọt à, đúng cái miệng rồi, đúng ba muỗng thôi. Chỉ có 3 muỗng thôi mà nguyên một cái ly kem nó ập hỏng. Trời ơi, không ngờ cô ấy có thể có khả năng làm được điều đó, là coi như là ăn giọng vô hỏng cho hết 3 muỗng đó mà. Và hồi nãy thì chiến thắng thì cũng đã rất rõ ràng. Và trong vòng 3 này, đội đỏ đó là đội chiến thắng. Chúng ta sẽ dành cho đội trắng 50 điểm và 75 điểm cho đội đỏ. Và chúng ta đã trải qua 3 vòng thi và số điểm của cả hai đội như sau. Và đội trắng với số điểm 210 điểm. Đội đỏ đã xuất sắc giành được số điểm là 270 điểm. Và xin được mời đại diện nhà trường cô Phan Thị Trung, hiệu trưởng nhà trường phổ thông trung học Nguyễn An Ninh lên trao huy hiệu cho đội chiến thắng. Xin mời cô. Số điểm là 270 điểm, tương ứng với số tiền là 2.700.000 đồng. Và toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ khuyến học của nhà trường. Xin được mời đại diện của đội thắng trao học bổng cho đại diện nhà trường. Hãy luôn nhớ và cùng